là hướng dẫn viên du lịch từng đi tham quan nhiều nơi, anh Nguyễn Thái Lai ở thôn Hòn Thiên, xã Tân Hải, huyện Ninh Hải đã quyết định đầu tư hơn 100 triệu đồng để thuê họa sĩ về địa phương vẽ những bức tranh 3D với mong muốn hình thành một ngôi làng bích họa đầu tiên ở Ninh Thuận nhằm thu hút du khách đến tham quan chụp ảnh, từ đó góp phần cải thiện thu nhập cho người dân địa phương. Em muốn là em sẽ làm một cái điểm du lịch tham quan ở tỉnh Ninh Thuận để mà thu hút khách du lịch đến đây rồi tạo điều kiện cho người dân ở đây có thể mà kiếm thêm thu nhập. Dự kiến anh Nguyễn Thái Lai sẽ cho vẽ khoảng 30 bức tranh 3D với kích cỡ lớn, nhiều màu sắc, trong đó chú trọng đến những bức tranh mô tả câu chuyện về quá trình hình thành, phát triển và những nét đẹp bình dị của làng quê bình yên Hòn Thiên. Từ những bức tường đơn điệu qua bàn tay họa sĩ đã trở nên sống động, độc đáo hơn. Mỗi bức tranh kể về những câu chuyện về đất và người nơi đây. Đi tới đầu thấy mấy cái bức ảnh này nó nhìn nó sống động, thấy trong người mình thấy nó cũng khấn khởi. Theo kế hoạch ngày 20 tháng 1 này, làng bích họa Hòn Thiên sẽ mở cửa đón du khách. Với vé vào cổng 20.000 đồng một lượt, du khách có thể tham quan, nhìn ngắm và check-in những bức tranh 3D được vẽ trên tường khá độc đáo, cùng trải nghiệm cuộc sống và cảm nhận sự gần gũi, mến khách của người dân ở làng quê yên bình này.